Chào anh em, đấy thì hôm nay anh Bắc lại làm một video mới để gửi tới cho anh em nào đam mê về cái bộ môn bài lá bịp. Đấy thì anh em nào trong thời gian vừa qua thua tha rất nhiều, mất tất cả thì hãy cùng tôi xem hết video này để lấy lại những gì mình đã mất anh em nhá. Nhà tôi có rất nhiều về cái bộ môn bài lá, sóc đĩa bịp, kính áp tròng có rất nhiều. Đấy thì ở trên màn hình của anh em đang xem là tôi muốn giới thiệu cho anh em một sản phẩm mới nhất, độc quyền nhất và chính xác nhất, chỉ một mình bên đại lý tôi có anh em nhá. Đó là chiếc điện thoại iPhone 8 Plus được thiết kế qua một chiếc điện thoại đánh bài anh em nhá. Đây là chiếc điện thoại iPhone 8 Plus mà tôi muốn gửi tới cho anh em. Đấy, khi anh em đi chơi, đối phương có thể cầm điện thoại anh em nghịch bình thường cũng không thể nào phát hiện được ra. Đây là chiếc điện thoại đánh bài bịp anh em nhá. Đấy, phải có mật khẩu. Anh em đến mua hàng tôi sẽ cung cấp một mình mật khẩu cho anh em biết rồi anh em nhá. Đấy, chỉ một mình anh em biết mật khẩu nên là đối phương có thể cầm vào máy anh em, không thể nào phải có mật khẩu vào được anh em nhá. Anh em chơi mẫu loại bài nào, anh em chơi bài đỏ, chơi chắn, chơi bất kỳ mẫu loại bài gì, anh em cứ chụp ảnh mẫu loại bài đó và gửi qua Zalo cho tôi theo số điện thoại là 0973 26 47 anh em nhá. Đấy, nhà tôi tư vấn 24/24. Đấy thì tôi không nói nhiều nữa, là tôi đi vào tôi test thử cho anh em. Về cái bộ môn đầu tiên đó là cái bộ môn đánh liêng anh em nhá. Đấy. Thì ở đây là tôi đang làm video nên là tôi sẽ để chế độ loa, nên là khi mà anh em đi chơi anh em sử dụng tai nghe Bluetooth nhỏ bằng hạt đỗ thôi anh em nhá. Đấy nên là anh em không phải yên tâm, anh em đi chơi anh em không để loa ngoài như này đâu. Camera là camera 6 camera anh em nhá. Thì ở đây tôi test thử cho anh em, đó là cái môn đầu tiên đánh liêng này, chơi tất cả những cái trò chơi trên Việt Nam này anh em nhá. Bài ba phăng bình thường, bài mua quá như nào bài tôi làm y như thế nhá anh em nhá. Ở đây tôi đang để chế độ 4 người chơi này, tôi đang để chế độ 4 người chơi. Đấy thì máy báo như nào thì mình cứ thực hành như thế là anh em có tiền nhá. Tiếp này, 3 này, máy báo 3 anh em bốc 3 lá đi này, chia này, chia 4 nhà bài anh em to điểm nhất này, 9 nước này bài anh em to điểm nhất, không có chuyện sai anh em nhá. Máy báo là chuẩn 100% nhá, không có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, rồi anh em bắn nữa này, máy này báo 3 này, máy báo cực nhanh cực chuẩn luôn anh em nhá. Bốc 3 lá trên đầu đi, chia này, chia 4 nhà này, bài anh em 9 nước, không mở chuyện xài được anh em nhá. Tiếp này, ví dụ này, máy báo chuẩn 100%, cứ máy báo là anh em có tiền nhá anh em ạ. Ví dụ này, 4 người đang chơi này, một thằng nhảy vào này. Đấy, anh em lại thực hiện một thao tác rất đơn giản như thế thôi, bao nhiêu nhà cũng chơi được anh em nhá. Cứ chia hết bài là nó báo cho anh em biết. Máy báo 4, máy báo 4 anh lại bốc 4 lá trên đầu đi, chia 5 nhà bài anh em lại to nhất, 6 nhà, bao nhiêu nhà chơi được hết anh em nhá. Liêng rồi không phải chia nữa nhá anh em nhá, liêng rồi chia làm gì nữa. Tiếp này, tăng lên 6 nhà cho anh em xem này. Đấy, anh em chỉ cần thực hiện thao tác đơn giản như vậy cho tôi thôi. Tiếp này, 1, máy báo 1 bốc 1 lá đi, chia 6 nhà này, bài anh em vẫn to điểm nhất. Anh em nhìn rõ này, không một bài nào để vượt qua được bài của anh em nhá. Bài anh em 7 nước, bài anh em to nhất này. Đấy, tiếp tục cái bộ môn thứ hai, đó là cái bộ môn đánh 3 cây. Đó thì thử cho anh em. Ở cái bộ môn 3 cây này thì ai bốc cái người đấy cao điểm nhất. Đấy thì anh em xem video anh em hãy bấm nút like và đăng ký kênh. Thì ở những video tiếp theo bên đại lý của tôi ra những cái mẫu sản phẩm mới về bài lá bịp, sóc đĩa bịp, bầu cua bịp, tài xỉu. Đấy, tất cả những cái bộ môn gì đấy, anh em cứ đăng ký kênh thì nó sẽ báo qua điện thoại và qua máy tính cho anh em biết. Đấy, anh em sẽ là những người đầu tiên biết về những mẫu sản phẩm mới của bên chúng tôi anh em nhé. Đấy, tiếp theo cái bộ môn thứ hai này là cái bộ môn đánh 3 cây anh em nhé. 3 cây này. Đấy, 1, máy báo 1 này. Ở cái bộ môn này thì ai bốc cái người cao điểm nhất anh em nhá. 1 này, anh em bốc 1 lá đi trên đầu, tính cái này, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 chiều này đúng không anh em, chiều này bài anh em to điểm nhất này, tôi khẳng định với anh em bài anh em to điểm nhất. 5 4 ác 10 to nhất rồi, không phải chia nữa, cứ ai bốc cái người cao điểm nhất anh em nhá. Tiếp này, máy này báo 1. Đấy thì Về cái chiếc máy đánh bài này anh em chơi tất cả những mẫu loại bài anh em nhá. Chắn, sâm, phẩm. Sâm thì bài anh em lúc nào cũng đẹp nhất, thậm chí là sâm. Phẩm thì bài anh em lúc nào cũng có phẩm, không mà sợ cháy anh em nhá. Tiếp này máy báo một này, bốc một lá trên đầu đi, tí cái này hai như thế này này. Bài anh em tôi để biết này. Đấy, bài anh em 88 đẹp luôn anh em nhá. Tiếp này thử cho anh em ván nữa nhá. Ngoài cái bộ môn đánh bài ra, anh em ngoài cái chiếc đánh bài ra còn những dụng cụ đi kèm như là đồng hồ, bật lửa, dây lưng, ví. Đấy, rất nhiều. Anh em nào chơi đồng hồ, anh em đến đây tôi sẽ dạy anh em cầm bài cho anh em biết chơi thôi anh em. Tiếp này thử cho anh em bán nữa này. 3 máy có 3 này, anh em lại bốc 3 lá trên đầu đi này. Đó, anh em bốc 3 lá trên đầu đi, tính cái này. 9 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nhất cái thôi anh em. Cái này tôi tính cái nhà khác đi, tôi tính cái nhà này đi. Nào. Tiếp này. 7 8 5 10 luôn anh em nhá. Đấy, không có chuyện sai này. Chuẩn 100% luôn anh em nhá. Đấy thì tôi đã test thử cho anh em về cái bộ môn đánh bài bịp. Đấy thì anh em cũng biết về mẫu sản phẩm này báo chuẩn như thế nào. Đấy, thậm chí là nói nhiều nữa thì cũng không hay. Đấy thì về cái bộ môn sâm và phẩm cũng như vậy. Đấy anh em nhá, chuẩn 100%. Sâm thì anh em bài cũng là anh em đẹp nhất, và bài anh em cũng là, thậm chí là sâm phẩm thì bài anh em nào cũng có cả đẹp và không có nào lo cháy anh em nhá. Đấy thì anh em nào vừa xem video, anh em bấm nút like và đăng ký kênh. Thì anh em nào muốn mua hàng, anh em cứ liên hệ với tôi, nhà tôi tư vấn 24/24. Số điện thoại của tôi là 0973 26 47 anh em nhá. Đấy, anh em nào ở xa không đến được tôi sẽ gửi hàng vào cho anh em. Anh em ở gần, anh em cứ đến nhà tôi thẳng cơ sở của tôi đưa anh em vào nhà test hàng, ok anh em lấy, còn anh em không ngưng, còn anh em mình có một cuộc trò chuyện giao lưu. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Anh em kiểm chứng cho anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Tôi đọc biết anh em 100% là xanh chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi con gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi con tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thăng long cũng như thế anh em nhá. Quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi. Và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em hiểu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin. Anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em. Bát đĩa và quân cán hoàn là dây chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là sai chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá. Tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng. Cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng Long hay Villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi. Quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. lá bài này nó đã hết tác dụng rồi, bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn với cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp 2 nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái, ba đen hay ba trắng đều như thế thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ tôi kiểm chứng tôi sóc thử luôn cho anh em nhá. Tứ trắng xong này, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp 2 mở này, không bàn là có chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nha. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở này, không bàn sai, ba đèn này anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nha. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nha. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chỉ ra đi mà thôi, mở này, không mà sai, ba trắng này anh em này. Tiếp này, anh em nhìn nha, quân nào cũng được, bát đĩa nào cũng được anh em nha. Bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi, máy không dung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này, không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá, tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo dung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không mà sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số lại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này, ba đen này anh em này. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi. Bát đĩa và quân cán hoàn là xanh chín rồi, bây tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sấp 2 nó thiếu hai mặt nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào rồi, tứ tử nó không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát, anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi giàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là đồng hồ quét quân vị anh em nhá. Anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng này, đi chơi cờ bạc muốn bịp người ta bắt buộc anh em phải luồn bát hình hoặc là đĩa hình hoặc là những bộ vị không tăng ảo hay bệ thao, bệ trôn, bệ thả anh em nhá. Anh em mới bịp được người ta anh em nhá. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm đó là cái đồng hồ soi quân vị. Với cái đồng hồ soi quân vị này, anh em đi chơi chỉ cần đeo cho tôi cái đồng hồ này vào trên tay hoặc là anh em đúc vào người, khoảng cách ngồi từ 1,5 mét về nó sẽ soi trực tiếp lên quân vị và truyền về cục dung này anh em nhá. Cục dung này có trách nhiệm báo tao phải chất hay về lẻ, nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, lẻ tức các dung một cái và sấp đôi dung hai cái, tứ tử thì không dung rồi, dung là dung trực tiếp lên cục dung này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả. Cục dung này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi ít nhất 3 đến 4 ngày mới hết pin, rất phù hợp cho anh chơi đổi núi. Và cái thứ ba, anh em bắt buộc phải luồn bộ vị không tang vào, vị ở đây 100% không tang, thời thợ bóc ra kiểm tra không một tăng tích gì cả anh em nha. Anh em đi về bát và đĩa hoàn toàn là xay chín, bát đĩa nào cũng được anh em nha. Anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng, anh em chỉ cần luồn cho tôi bộ vị không tang là anh em làm chủ chơi. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế luôn anh em đi nhau. Nhà mình có rất nhiều loại quân, Thăng Long hay Villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết, quân 100% không tang anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận nó rung như nào anh em nhá. Cái đồng hồ này tôi sẽ đeo trực tiếp lên trên tay này anh em hiểu nhá. Đồng hồ này như đồng hồ ở ngoài quán như bình thường anh em nhá, chạy rơi và chạy vẫn như bình thường anh em nhá. Nhà mình có rất nhiều loại đồng hồ, anh em nào thích làm đồng hồ gì nhà mình sẽ làm đồng hồ như thế cho anh em nhá. Cái này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, anh em đi chơi có cái công tắc anh em bấm này anh em hiểu nhá, nó cứ xoay vào mặt quân vị nào nó sẽ báo về cục dung này, nó sẽ truyền vào cục dung để nó, đây là những cái chip nó sẽ tự liên kết với nhau anh em nhá. Lẻ nó sẽ dùng một cái này, sấp hai nó sẽ dùng hai cái, ba đen hay ba trắng nó vẫn dùng một cái, tứ tử thì cũng bao dung rồi. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi bảo thực tế tôi sắp thử luôn cho anh em nhá, đánh thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Đồng hồ đã kết hợp con vị dùng hai cái, tất nhiên là sấp đôi rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp đôi mở này, không bao giờ chuyện sai anh em nhá. Chồng quân hay chồng vị máy đều quét được anh em nhá. Tiếp này cứ khoảng cách từ mét rưỡi về được, bạc cầu rồi máy vẫn báo dùng hai, tất nhiên là chắc rồi mở này, không bao giờ chuyện sai anh em nhá. Anh em như này anh em không cần làm cái, anh em đứng ở trên cũng là chơi được, cứ đồng hồ quét từ mét rưỡi về được anh em nhá. Máy báo dung một rồi, trong ba trong những tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, không bao giờ chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để ra cái bát của dung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi có lúc mọi người chỉ có mình tôi biết rồi, tôi đứng ở trên cũng thể chơi được anh em nhá. Anh em đeo đồng hồ vào tay hoặc đúc vào người được, cứ khoảng cách từ mét rưỡi về được anh em nhá. Máy báo dung một rồi, trong ba trong những tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, không bao giờ sai, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này bạc đi rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là sấp hai rồi, dùng hai cái rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở này, không hoàn toàn chuyện sai anh em nhá. Dung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Tiếp này máy báo dung một rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ cho tôi mở này, không hoàn sai, ba đen này, chồng quân đây chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc nữa này. Máy báo dung một rồi, bạc cầu rồi, gặp những con bạn nào khác nữa chỉ mất nhà mất cửa, đánh mở 1 tỷ và lẻ mở này, không bao giờ sai, ba trắng anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ hiệu quả của cái đồng hồ quét quân vị này như nào rồi đúng không anh em. Anh em đi cho tôi điều cực kỳ quan trọng nhá, anh em đi chơi anh em đeo ở đâu được, cứ khoảng cách từ mét rưỡi về, đồng hồ như đồng hồ bình thường ngoài quán anh em nhá. Và anh em đúc cục dung này vào người, nguy trang vào người anh em nhá, là anh em chiến thắng. Quân vị và bát đĩa hoàn toàn C9 rồi. Anh em như là anh em mua hàng cầm bát đĩa lên cửa hàng trực tiếp anh em nhá, quân 100% không tang, thời thợ bóc ra kiểm tra không tang tích gì cả. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình trên số thoại trên màn hình. Nhà mình ngoài cơ sở bến xe mới đi hỏng, bến xe ra bắt. Cảm ơn xem một clip anh em nhìn này, 100% là anh em nhá. Bây giờ đập mát luôn anh em nhìn nhá, 100% là sai chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra một video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất này dành cho môn đánh sóc đi bìm. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ cuộc chơi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi, bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nhá. Thăng Long hay Villa, con bài, con chắn, con ngựa, con đóm đều hết anh em nha. Nhà mình đã lập trình được, bởi vì những cái tiếng cái sắp lên là trong quân, trong bát, trong đĩa tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của bộ quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em như thế này, ở trong cái sới bạc kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha, nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha, nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha, bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quần anh em nha. Anh em lưu đề cứ khoảng cách từ 2,5 mét đến 3 mét, ai làm cái ai sóc cái được, anh em đúc vào đâu cũng được, nó sẽ thua được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em lưu đề cái máy này là nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân chống ba chống nghĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, nó gắt có rung một cái mà chẵn nó sẽ rung hai cái, rung là rung trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào nó cả anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em lưu này, đây là bộ bát xay 9 để tôi thử luôn cho anh em nha, anh em nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nha, bát đĩa hoàn toàn là xay 9 anh em lưu nhá. Anh em ạ, xem hết cái cuối video này tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xay 9 anh em nha. Cái đồ này mới ra, anh em nghe cái alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Với cái dụng cụ này anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quân anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quân anh em nha. Tôi quay vào đi bạn, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như thế nào, có nó tím lúc con người chỉ mình biết anh em nha. Bây tôi hất một bộ quân này anh em này. Anh em nhìn thấy chưa, hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chẵn rồi anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi bảo thực tế tôi sắp thử luôn anh em nha. Anh em mà sóc này, những cái tiếng quân đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Máy báo rung 1 rồi và đèn rung 1 rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào mặt lẻ này, mở này, không bàn xài, ba đèn này, anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về, chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai rung tất nhiên là chẵn rồi, đánh cả 1 tỷ và chẵn này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này, cứ cái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nhé một cái và rung một cái, trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bao sai, ba trắng này, chồng quân này chồng vị, máy thu âm đều đưa ra kết quả anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong mắt để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi sẽ đúc luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đúc luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nha. Ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thua được tất cả nha, từ 2,5 mét về cho anh em nha. Máy báo rung 2 rồi, trong mắt trong nhiên tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy làm gì có chuyện sai anh em. Cái đồ này mới ra anh em nhanh tay alo trực tiếp mình, số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung 2 rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là chẵn rồi, đánh 50 triệu mà chẵn này, bán chẵn này, ai đắp cái này cũng ra đây mà thôi, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, chồng ba chồng nghĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ lẻ này, mở này, ba đen này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi. Bây giờ tôi sẽ để ra cái bát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của máy thu âm quân vị như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 cơ sở, BC Mỹ Điều, BC Đắk Lắk. Anh em đi nhá, anh em đi chơi không cần mang mát đi quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vịt V68 này thôi anh em nha. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là xay 9 anh em nha. Anh em đi này, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xay 9, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Bây giờ tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là xay 9 anh em nha. Bây giờ tôi đập mát luôn anh em. Anh em lưu nhá, 100% là xay 9 anh em nhá. Cảm ơn đã xem clip.